sáng nay thì mình tiếp tục học cái phần bài giảng định thức với lại phần trình chuyển tính. Thì buổi chiều hôm qua thì mình đã học được hai cái hai phần. Thì sáng hôm nay thì mình sẽ học thêm cái phần tiếp theo, đó là cái định lý Laplace mà khai triển cái định thức thành các cái định thức cấp nhỏ hơn. Thì mình biết là cái định thức á, thì đối với định thức cấp 2, cấp 3 thì mình có đơn giản rồi, nhưng mà định thức mà cấp lớn hơn 3 hay cấp 4 hay là cấp 5 này kia thì là mình chỉ sử dụng cách đó là cộng vào một dòng khác sau khi đã nhân với một số thì cái định thức nó sẽ thay đổi, và do đó mình sẽ đưa cái định thức ấy về định thức của mặt trận tam giác trên. Đó, thì nó còn một cái cách khác nữa để mà mình đưa một cái định thức cấp lớn hơn về cấp nhỏ hơn, đó là cái phương pháp Laplace. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái định lý Laplace. Thầy sao bên thầy giảng nó hơi giật giật cái thầy. Nó hơi giật à. Dạ. Thầy coi cái mạng rồi. Em có thấy màn hình của thầy chưa? Dạ thấy rồi thầy ơi. Tiếp theo đó là mình, cái này là mình định nghĩa là cái định thức con. Bây giờ định nghĩa tiếp là cái định thức con bù.
định thức con bù á, là sau khi mình lấy cái định thức con cấp R ra rồi á, thì cái định thức còn lại nó chính là những cái phần tử mà nó không nằm trên các cái dòng và cái cột đã chọn. Và lúc này mình sẽ ký hiệu nó là M ngã. Ký hiệu nó cũng giống như cái ký hiệu trên đây, nhưng mà ở đây mình thêm dấu ngã luôn. Thì em lưu ý ở đây, ví dụ như chỗ này đó, mình đảo lại cái ví dụ này, đảo lại ví dụ này, từ cái định thức con này, định thức con cấp 2 này đó, thì bây giờ cái định thức con bù của nó là nó cái là cái gì? Định thức con bù thức con bù ở đây đó, mình sẽ ký hiệu là M, có thêm cái dấu ngã phía trước thôi, kiểm cái ký hiệu M. Và mình cũng ký hiệu là 1 1 3 1 3 luôn, ký hiệu nó là 1 3 1 3, tức là dòng 1 3, cột 1 3 đó. Thì cái định thức này nó sẽ là định thức như thế nào, bây giờ em quan sát nha. Đó, tức là ở đây mình sẽ xóa đi cái dòng 1 và dòng 3, xóa đi dòng 1 và dòng 3. Xóa đi dòng 1. Rồi, chúng ta sẽ xóa đi cái dòng số 3. Xóa đi cái cột số 1. Cột số 1 đây. Xóa đi cái cột số 1. Và cái cột số 3. Đây, cột 1 và cột 3. Như vậy thì nó sẽ còn những cái phần tử nào còn lại? Nó sẽ không còn những cái phần tử nào nằm trên cột 1, cột 3 với dòng 1, cột 3 mình bỏ đi. Còn những phần tử nào còn lại là mình sẽ có chọn nó đi. Chọn. Vậy thì cái định thức con bù của định thức này nó sẽ là cái này. Mình sẽ nhập mấy cái số mà mình vừa khoanh tròn vô. Đây là định thức cấp 3. Thì cái số đầu tiên là số 3 này. Đây là số 7 này. 9 này. Rồi cái số bên dưới nó sẽ là 10 với 25. 10. Rồi 25. Rồi 33 đúng không? 33. Ở dưới là 10. 25. 34. Thì cái định thức này nó gọi là định thức con bù của cái định thức mà M1313 này. Nó gọi là định thức con bù. Đó, đó thì đây đây là định nghĩa định thức con bù. Được chưa? Đó. Thì định thức con bù á, là nó sẽ có được từ cái định thức con bằng cách là mình xóa đi cái M, các cái R dòng và R cột đã chọn. Còn cái phần bù đại số là cái định thức con bù này nè. Định thức con bù này mình sẽ nhân thêm cái dấu của cái định thức bằng cách là gì? Mình lấy tổng các chỉ số dòng cộng tổng chỉ số cột. Nếu nó là số lẻ thì mình thêm dấu trừ vô. Còn nếu mà nó là số chẵn thì mình thêm dấu cộng vô. Thì cụ thể là ví dụ như chỗ này. Ví dụ mình đảo là ví dụ này. Đây là định thức con bù. Còn cái phần bù đại số của nó là cái gì? Phần bù đại số của cái số mà M1313 đó. Cái số mà M1313 nó sẽ là nó cũng là M nhưng mà M ngã 13 này. Thấy không? Nó chính là cái số này mà mình sẽ nhân thêm cái dấu. Mình nhân thêm cái dấu đó là nó thể hiện bằng cách là mình lấy cái trừ 1 mũ lên 1 cộng 3
rồi cộng 1 cộng 3. Rồi 1 cộng 3 là 4, thấy không? 4 cộng 4 là 8, vậy là trừ 1 mũ 8. Vậy cái này nó chính là nó chính là cái số M ngã 1313 này luôn. À, trong trường hợp này. Thì ở trong cái định nghĩa của mình đó, mình ký hiệu cái phần bù đại số là phần bù đại số này nó không có, ở đây nó không có ký hiệu, nhưng mà nó chỉ ký hiệu phần bù đại số của một cái phần tử thôi, một phần tử thôi. À, thì nói như phần tử a a nhỏ az á, thì phần bù đại số của a nhỏ az á nó chính là a lớn az. Như vậy thì trong trường hợp này thì mình sẽ có một cái ví dụ như thế này. Ví dụ thì lấy ví dụ định thức cấp 3 đi. Lấy ví dụ định thức cấp 3 ha. À, ví dụ định thức D của mình là dạng cấp 3 như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ có một cái định thức cấp 3 như thế này. Thì mình thấy là cái phần bù cái số 1 ở đây, cái số 1 ở đây là nó nằm ở dòng mấy cột mấy. Đó, thì ở đây mình thấy là cái A11 thì ở đây mình thấy là cái phần tử ở dòng 1 cột 1. Phần tử ở dòng 1 cột 1 là mình chỉ ký hiệu nó là A11, nó bằng 1. Thế thì còn cái phần bù đại số, phần bù đại số của phần tử đó là gì? Phần bù đại số nó sẽ là, mình sẽ ký hiệu nó là a lớn 11, a lớn 11 nó sẽ là như thế này. À, mình sẽ bỏ đi cái dòng 1 cột 1. Bạn nào có ý kiến gì ạ? Dạ thầy chấp nhận cho bạn hiểu vô thầy ơi, bạn hiểu nãy giờ đợi lâu quá. Vậy hả? Ủa cái này thì cho nó vô tự động rồi đó. Hiểu chưa vô? Cái này thầy bấm cho nó vô tự động mà, cái em cứ cứ việc ấy thôi, rồi kêu kêu bạn vô đi. Thầy thấy không có tên nè, không có tên rồi, vô được chưa? Được không? Đấy, thì nhắc lại là cái phần bù đại số của cái phần tử ở dòng 1 cột 1 này đó, là mình cách là mình làm sao mình sẽ bỏ đi, mình sẽ bỏ đi cái dòng 1 này, cái dòng 1 này và cái cột 1 này, thì lúc này nó sẽ còn bốn phần tử này, bốn phần tử này. Đấy không? Đấy, thì phần bù đại số nó mình sẽ ký hiệu là a lớn 11, nó chính là cái định thức này, định thức cấp 2. Định thức cấp 2 tương ứng là âm 1 rồi 2 rồi là 1 rồi 5. Nhưng mà em lưu ý là 1 cộng 1 là số 2, cho nên ở đây mình sẽ có là nhân cho trừ 1 mũ 2 nữa, tức là mũ 1 cộng 1 á, 1 cộng 1 tức là nó chính bằng cái định thức này luôn, tại vì cái trừ 1 mũ 1 cộng 1 là nó ra là số 1 rồi, mà 1 thì nó bằng chính nó nè. Đấy, thì cái này là cái phần phần bù đại số của a lớn 11. Bây giờ mình lại xét cái phần tử ở dòng 1 cột 2, dòng 1 cột 2 nó sẽ là a nhỏ 12. Nó chính là a nhỏ 12. A nhỏ 12 này thì nó lại bằng 2 ha, nó bằng 2, a nhỏ 12 nó bằng 2. Đấy,
Còn cái phân bù đại số của nó là cái gì? Phân bù đại số của nó. Đại số nó sẽ là A lớn 1 2. Mình ký hiệu nó là A lớn 1 2. Bằng cách là mình sẽ bỏ đi cái gì? Mình sẽ bỏ đi dòng dòng 1 và cột 2. Đó, tức là bây giờ em sẽ lấy cái thước này em gạch bỏ vào dòng 1 cột 2 nè. Vậy thì còn những cái phần tử nào không bị gạch bỏ thì mình ghi lại. Ghi lại. Như vậy thì cái A lớn 1 2 của mình nó sẽ là cái định thức này. Định thức cấp 2. Và các phần tử của nó là 1, rồi 2, rồi 2, rồi 5. Được. Nhưng mà em lưu ý là mình phải nhân thêm cái trừ 1, mũ 1 cộng 2, 1 cộng 2. Nhưng mà trừ 1 mũ 1 cộng 2 đó là trừ 1 mũ 3, tức là trừ 1. Cho nên là nó sẽ bằng cái định thức này và nhân thêm cái dấu trừ. Tức là nếu mà cái chỉ số dòng và chỉ số cột nó là số cộng lại là số lẻ đó, thì mình thêm dấu trừ vô cái định thức con bù của nó. Đấy. Thì đó là cái giới thiệu về các cái khái niệm như là định thức con, rồi định thức con bù và phân bù đại số. Và đặc biệt là phân bù đại số của một phần tử trong cái định thức đó thì mình ký hiệu nó là A lớn EZ. Tiếp theo đó là mình nói về cái định lý Laplace. Định lý Laplace tức là cái định lý mà mình sẽ khai triển cái định thức theo R dòng, R cột đã chọn. Thấy không? R dòng hoặc R cột đó chọn. Tức là nếu mà mình chọn R dòng thôi thì mình cố định R dòng đó, thì còn có là R cột đó thì mình chọn tùy ý và mình cho nó chạy. Ví dụ như trong cái định thức này. Định thức này mình ký hiệu là D4 đi. D4 thì bây giờ mình sẽ chọn cố định hai dòng này. Hai dòng này thì nó sẽ có tổng cộng đó là nếu mà mình chọn hai dòng này á, thì còn lại là bốn cột. Mà bốn cột này đó thì mình sẽ chọn hai cột. Thì mình sẽ chọn hai cột. Chọn hai cột. Hai cột trong bốn cột. Trong bốn cột này, vậy thì mình sẽ chọn cột 1, cột 2. Ví dụ như mình chọn cột cột 1 và 2. 1 2 thì mình sẽ được cái định thức con là 2 3 4 5. Còn nếu mình chọn cột 1, cột 3. Cột 1, cột 3 thì mình được cái định thức là 2 2 4 0 0. Đấy không? Còn nếu mình chọn cột 1, cột 4. Chọn cột 1, cột 4 thì mình sẽ được cái định thức là 2 4 0 0 luôn. Còn nếu mình chọn cột 3, cột 2, cột 3. Cột 2, cột 3 thì lúc này mình sẽ được là cái định thức là 3 5 0 0. Đúng chưa? Đó, còn nếu mà mình chọn cái cột 24 24 mình chọn cột 24, cột 2 và cột 4 thì mình sẽ được cái định thức là 3500. 3500. Còn nếu mình chọn cột 34, 34 thì nó toàn lỗ số 0 Và lưu ý là các cái định thức này nó bằng 0 hết nè, định thức này bằng 0 hết nè. Đấy, định thức này nó có một cái cột bằng toàn bộ số 0 thì cái định thức nó bằng 0 hết. Đấy. Như vậy thì nếu mà mình chọn cột 1, cột 2 thì đối với định thức D4 này thì nó sẽ có tổng cộng 6 cái định thức con cấp 2. Nhưng mà 5 cái định thức con cấp 2 thì nó bằng 0 hết, là chỉ có định thức con cấp 2 đầu tiên á là mình nhân chéo trừ nhau. 2 nhân 5 là 10, 10 trừ 12 là trừ 2. Vậy nó chỉ còn một cái định thức con cấp 2 khác không thôi. Đấy. Đấy thì bây giờ còn nếu như mà mình như vậy thì các cái định thức con cấp 2 mà bằng 0 á thì cái phần bù đại số nó bằng nhiêu thì nhân vô á thì nó cũng bằng 0. Đấy, cho nên nó là mình khi mà mình chọn cái định thức con này á rồi là thì cái phần bù đại số của nó chính là cái định thức con bù này. Đó. Và nhân cho là số dương tại vì 1 cộng thì mình chọn cột 1 cột 2 dòng 1 cột dòng 2. 1 cộng 2 là 3 mà 3 nhân 2 là 6 cho nên là cái phần bù đại số nó chính là cái định thức con này. Và thêm dấu cộng vô. Thêm dấu cộng vô thì như vậy thì ở đây á thì theo cái định lý Laplace này đó thì nếu mà mình đã chọn hai dòng rồi
nghĩa là mình tổng cộng là mình sẽ chọn thêm được 6 cột nữa. À, có 6 cách để chọn thêm 2 cột nữa. Như vậy thì mình có tổng cộng là 6 định thức con cấp 2 mà theo cái dòng 1, dòng 2. Và ứng với đó nó sẽ có 6 phần bù đại số. À, mỗi cái định thức con vậy mình nhân với phần bù đại số của nó. À, nhân với phần bù đại số của nó, thấy không? Đấy thì nhưng mà năm cái định thức con phía sau á, là nó bằng không hết rồi, mình nhân cho phần bù đại số của nó cũng bằng không luôn, cho nên là cái định thức D này đó thì chủ yếu là nó chỉ còn cái định thức con thứ nhất và nhân cho phần bù đại số của nó thôi, và phần bù đại số của nó là 1, 2, 4, 6 này. Vậy thì cuối cùng cái định thức D D4 này nó sẽ bằng số 4 luôn. Dạ. Còn đối với khi mà mình đối với cái những mỗi phần tử của một cái dòng á, ví dụ như mình chọn chỉ có một dòng thôi như vậy thì tổng cộng đó là nó sẽ có là n phần tử. N phần tử thì mỗi phần tử nó sẽ có phần bù đại số tương ứng. Đâu, vậy thì ở đây mình sẽ có là D là mình sẽ khai triển theo cái này gọi là khai triển theo dòng thứ y, tức là trên dòng thứ y này nó có n phần tử mà mỗi phần tử thì nó đều có cái phần bù đại số tương ứng của nó. Đấy không? Cho nên nó là cái công thức này nó gọi là công thức tính định thức, mà theo công thức khai triển theo theo dòng thứ y. Và lưu ý là cái định thức D này là cấp n, còn cái phần bù đại số này là cấp n trừ 1. Cho nên là cuối cùng á, thay vì mình tính cái định thức cấp n á, thì mình sẽ tính n định thức cấp n trừ 1, tức là cấp nhỏ hơn. Đó. Và hơn nữa đó là đối với cái định thức mà nó có một cái dòng mà nó có nhiều số 0 như thế này. Có nhiều số 0 như thế này. Thì em sẽ lựa chọn mình sẽ khai triển nó theo cái dòng mà có nhiều số 0. Ví dụ như ở đây là cái định thức D4 này đó, là nó có cái dòng thứ 1, thứ nhất này đó, dòng thứ nhất này đó là nó có nhiều nhiều số 0 mà chỉ có phần tử số 2 này nó khác không thôi. Như vậy thì nếu như mình khai triển định thức theo cái dòng thứ nhất mà theo cái công thức này đó thì nó chỉ có chỗ A12 là nó khác không thôi, mình mới tính thôi, còn mấy chỗ khác là nó bằng không, mà nhân vô bằng không hết rồi. Cho nên là cuối cùng cái định thức này mình khai triển theo dòng thứ nhất thì mình sẽ được số 4 này nhân cho phần bù đại số của số 4 này, tức là mình bỏ đi dòng 1, cột 4, cột 2 thì mình sẽ được là cái định thức con cấp 3 là nó ở nằm dưới đây. À, đấy, định thức con cấp 3 ở đây, nhưng mà ở đây mình bỏ đi cái dòng 1 mà dòng 1 và cột 2, 1 cộng 2 là 3. Cho nên là mình nhân thêm trừ 1 mũ 1 cộng 2 nữa. Thì cái định thức con cái D4 này nó sẽ bằng 4 lần D3. Và cái D3 này là mình có thể tính theo nhiều cách. Thì ở đây thì nó hướng dẫn là cái D3 này đó thì mình sẽ tính theo cái tính chất số 7, tính chất số 7 hay số 5 như là bữa hôm trước mình học rồi. Ở trên đây. Tính chất số 6 phải không? À, đâu, tính chất số 5 chứ, tính chất số 5. Tính chất số 5 á, tức là nhân mỗi phần tử của dòng thứ y cho cùng một số rồi cộng vô dòng thứ k. Thì ở như vậy á, thì cái chỗ cái định thức D3 này đó thì mình nhân cái cột thứ thứ nhất cho trừ 2 rồi mình cộng vô cột thứ hai, thì mình lại tiếp tục mình rồi rồi nhân cái cột rồi cộng cột thứ nhất với cột 3, cột thứ nhất với cột 3 để cho số này thành số 0 nè, chỗ này thành số 0 nè, thấy không? Chỗ này thành số 0, chỗ này thành số 0. Thì như vậy thì cái định thức D3 này đó là nó này lại nó có hai cái số, dòng 1 nó có hai số 0. Mình lại áp dụng cái định lý Laplace, mình lại khai triển nó theo cái dòng thứ nhất này nữa. Thấy không? Thì nó sẽ bằng số 1 này nhân với cái định thức con bù rồi nhân thêm cái dấu nữa, thấy không? Thì mình sẽ tính được cái định thức D3 này ra. Và có định thức D3 thì mình sẽ nhân thêm số 4 vô nữa thì nó sẽ ra định thức D4. Thì nó tóm lại là cái định lý Laplace này đó là để mình tính cái định thức, mình giảm cái cấp của định thức xuống mình tính. Có nghĩa là ví dụ như em gặp một cái định thức cấp 5 thì em có thể khai triển theo dòng nào đó em đưa nó về các cái định thức cấp 4. Mà để tính định thức cấp 4 á, thì em khai triển theo dòng từng dòng của định thức cấp 4 đó, em đưa định thức cấp 4 thành các cái định thức cấp 3.
Và từ cái định thức cấp 3 đó là mình tiếp tục mình khai triển theo dòng, mình đưa nó về định thức cấp 2. Và định thức cấp 2 thì mình nhân chéo trừ nhau thôi, thấy không? Đấy, thì cái ý nghĩa của định lý Laplace là như thế. Rồi, chúng ta chờ thầy tí nha. Rồi thầy tiếp tục nha. Rồi. Chúng ta mới vừa nói xong rồi về cái định lý Laplace. Đó là cái phần định thức. Tóm lại là để tính định thức á, thì mình chủ yếu mình sử dụng các cái tính chất của định thức này. Nha. Sử dụng tính chất định thức mà đặc biệt là cái tính chất số 5 á, chất số 5. Chất số 5 này. Ngoài ra thì đối với định thức cấp 2 thì mình nhân chéo trừ nhau thôi. Nha. Định thức cấp 2 nhân chéo trừ nhau thôi. Định thức cấp 3 thì ngoài cái sử dụng tính chất số 5 này, mình còn sử dụng quy tắc Sarrouth. Hôm trước rồi thầy nói quy tắc Sarrouth rồi, đó là chúng ta ghi thêm hai cái cột. Cột 1, cột 2 của định thức rồi phía sau đó liền sau luôn. Chúng ta gạch theo đường chéo chính thì để dấu cộng. Gạch theo đường chéo phụ thì để dấu trừ. Không? Như vậy thì chúng ta tính được cái định thức cấp 3. Còn định thức cấp lớn hơn 3 đó thì mình có thể sử dụng định lý Laplace để mình đưa về định thức cấp cấp 3 hoặc là cấp 2. Hoặc là mình sử dụng tính chất số 5. Tính chất số 5 để mà mình biến đổi định thức về định thức của ma trận tam giác trên. Thế thì rồi sau đó là mình chỉ cần lấy tích các phần tử trên đường chéo chính nhân với nhau thôi. Tức là những cái phần tử trên đường chéo chính mình nhân với nhau thôi. Rồi, tiếp theo là mình nói về cái khái niệm tiếp theo là cái hạn ma trận. Thì cái khái niệm hạn của ma trận là cái gì? Thì ở đây đó nó giải thích như thế này. Thì ma trận A đó là một cái ma trận mà cấp M nhân N. Nếu như mà mình tìm được một cái số dương R. R là một cái số dương mà nếu mà trong trong cái ma trận A này tồn tại một cái định thức con cấp R mà nó khác không, và mọi cái định thức mà cấp lớn hơn R trong ma trận A đó đều nó bằng không hết, thì lúc này đó là mình gọi R là hạn của ma trận A. Còn nếu A là ma trận không đó, thì mình quy ước hạn nó bằng không ha. Đấy. Thì bây giờ đó thì ở trong mình lấy ví dụ nè, ở trong cái ma trận này đó thì đó là mình sẽ lấy một cái định thức con cấp 2 của nó ra. Chủ yếu là tôi lấy cái dòng 1, dòng 2 và cột 1, cột 2. Đó, cái thằng này. Thì tôi lấy cái định thức này ra. Định thức này ra thì nó ra là cái số khác không, rõ ràng định thức cấp 2 khác không. Cấp 2 và khác không. Phải không? Đó, thì bây giờ đó là nếu mà trong A này đó mình lấy định thức cấp 3. Định thức con cấp 3 của nó có nghĩa là mình chọn hết ba dòng này luôn. Mình chọn hết ba dòng này luôn. Đó, mình chọn hết ba dòng luôn. Vậy thì với cách mình chọn hết ba dòng như thế thì mình sẽ có bốn cách. Có bốn cách để mà chọn ba cột, thêm ba cột nữa. Đấy không? Có bốn cách. Đó là mình sẽ chọn cột 1, cột 2, cột 3 tương ứng luôn. Đấy. Tức là mình bỏ cột 4 ra. Đấy. Thì mình sẽ được cái định thức này. Cột 1, cột 2, cột 3. 2, 5, 1. Hoặc là 2, 5, 3. Tức là mình sẽ chọn thay vì thay vì bây giờ là mình chọn cột 1, cột 2. Tức là mình bỏ cột 4 ra đúng không? Bây giờ mình bỏ cái cột 3 ra. Bỏ cột 3 ra. Bây giờ mình chọn lại mình chọn là cái cột 4 thì mình sẽ được cái định thức thứ hai này, định thức thứ hai này. Đúng chưa? Định thức thứ hai này. Đó. Thì bây giờ nếu mà mình bỏ lại bỏ cái cột 2. Bỏ cái cột 2 và lấy cái cột 1 3 4, 1 3 4 thì mình được cái định thức này. Đó. Bây giờ mình bỏ cột 1 đi thì mình được lấy cái cột 2 3 4 thì mình được cái định thức cuối này. Và bốn cái định thức cái này là định thức cấp 3. Thấy không? Nó đều bằng không hết. Nó đều bằng không hết. Thì em thấy là trong cái ma trận này
trong cái ma trận này nó tồn tại một cái định thức con cấp 2 khác không, và mọi cái định thức con mà cấp lớn hơn 2, tức là cấp 3 đó, nó đều bằng không hết, nó bằng không hết, bốn cái định thức này bằng không hết. Mình có thể lấy máy tính mình bấm mình kiểm tra lại nha, tức là bốn cái định thức này bằng không hết, cho nên là hạng của ma trận A này mình ký hiệu nó là bằng 2. Tóm lại chúng ta đọc cái định nghĩa nè. Hạng của ma trận A là một số nguyên dương R. Lưu ý nguyên dương nha, nguyên dương R chẳng hạn như 1 2 3 4 này kia đó mình gọi là nguyên dương á. Nếu trong A tồn tại một cái định thức con cấp R khác không và mọi cái định thức con cấp lớn hơn R đều bằng không. Thì lúc này là mình gọi R là hạng của A. Và hạng của A đó thì mình ký hiệu là răng A. Chữ răng là cái ký hiệu, cái hạng, cái chữ viết cũng có nghĩa là hạng trong tiếng Anh đó. Răng là xếp hạng đó. Đấy, thì cái đó là cái cách xác định cái định nghĩa hạng của ma trận A. Bây giờ mình muốn tìm cách là mình muốn tìm hạng ma trận thì làm thế nào? Thì ở đây nó có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất gọi là phương pháp định thức bao quanh. Thì cái phương pháp định thức bao quanh này đó là đầu tiên đó là mình tìm một cái định thức con mà cấp S mà nó khác không. Thấy không? Định thức con cấp S mà khác không. Thì mình sẽ tìm các cái định thức bao quanh định thức DS này. Nếu mọi cái định thức bao quanh DS này nếu bằng không thì là mình kết luận hạng của A bằng bằng S. Còn nếu mà nó tồn tại một cái định thức con cấp S cộng 1 mà nó khác không, thấy không? Đó, nó bao quanh cái định thức DS này thì lại mình tiếp tục xét cái DS cộng 1 như là một cái như cái DS ở trên đây lại. Đó. Và như vậy thì nếu mà mình tiếp tục xét cái định thức con DS cộng 1 này thì mình lại tiếp tục tìm các cái định thức cấp S cộng 2 mà nó bao quanh S cộng 1 này. À, bao quanh S cộng 1 này. Thì nếu như mà mọi định thức con cấp S cộng 2 mà nó bằng không hết thì mình kết luận hạng của A bằng bằng S cộng 1. Còn nếu như mà có một cái định thức con cấp 2 S cộng 2 mà nó khác không á, lại mình coi cái định thức S cộng 2 đó là định thức con, mình tiếp tục xét như thế. Cứ cứ quá trình đó mình làm đi làm lại hoài, chứ đến một giai đoạn nào đó thì nó sẽ xuất hiện cái khả năng là tất cả các định thức con bao quanh định thức mình định thức con mình đang xét là nếu bằng không hết, hoặc là tới cuối cùng là cái định thức con lớn nhất mà nó khác không, không? Ví dụ như chỗ này mình đảo là cái ví dụ này. Ví dụ này thì mình thấy là cái định thức con cấp 2 này là nó khác không, không? Và bao quanh nó thì nó chỉ có hai cái định thức thôi, bao quanh nó thì nó thêm cái cột này và cái dòng này nữa thôi. Đấy. Hoặc là cũng cái dòng này nhưng mà mình lấy cái cột thứ 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 tư thì nó sẽ có hai hai cái định thức bao quanh thôi. Và đối với cái định thức bao quanh này thì nó sẽ giảm cái khối lượng tính toán hơn so với cái định nghĩa của cái hạng của ma trận ở phía trên. Đấy. Thì ở đây mình chỉ cần xét hai định thức bao quanh này thôi, thấy không? Mình xét hai định thức bao quanh này thôi. Nếu mà hai định thức bao quanh này nó bằng không hết thì mình kết luận hạng của ma trận ở phía trên này, ma trận A đó là bằng 2. Còn nếu mà tồn tại một cái định thức bao quanh này là nó khác không, nó khác không chẳng hạn, thì mình kết luận hạng của ma trận bằng A bằng 3. Bởi vì là đối với cái ma trận A này thì cái nó có 3 dòng, cho nên là cái định thức con cấp lớn nhất của nó là cấp 3 thôi. Đó, thì ngoài cái cách đó ra đó thì mình còn một cái cách nữa là phép biến đổi sơ cấp trên dòng để mà tìm hạng ma trận. Thì phép biến đổi sơ cấp trên dòng để tìm hạng ma trận đó thì mình sẽ dùng 3 phép biến đổi. Phép thứ nhất đó là gì? Đổi hai dòng cho nhau. Đổi hai dòng cho nhau. Cách thứ hai là nhân một dòng cho một số khác không. Nhân một dòng cho một số khác không. Và cách thứ ba là cộng vào một dòng.
cách thứ ba này mình gọi là cái cách là biến đổi dòng y, biến đổi dòng ca, biến đổi dòng ca bằng cách lấy cái dòng y nào đó, dòng y nào đó nhân cho một số, nhân cho một số rồi cộng vào dòng ca. Thì nó có ba phép biến đổi đó, thì nhắc lại đó. Thì bây giờ ví dụ như mình muốn tìm hạng ma chặn thì mình sẽ cố gắng dùng cái phép biến đổi sơ cấp để mình đưa ma chặn A này về một cái ma chặn bậc thang dòng mà tương đương với nó. Ví dụ như điều này, mình đưa ma chặn này về đây, mình muốn đặt bậc thang thì cái dòng đầu á nó không có số 0 đầu tiên, và cái dòng thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó phải có số 0 đầu tiên. Mà muốn cái vị trí chỗ này là phải số 0 á, thì mình sẽ lấy cái dòng 1 này nè, dòng 1 này, dòng 1 này mình sẽ nhân cho trừ 3, nhân cho trừ 3, rồi mình sẽ cộng xuống đây. Đảo lại nè. À, thì tính lại là chỗ này em nhân cho trừ 1 thì nó trừ 3 thì ra nhiêu. Cái này nhân cho trừ 3, nhân cho trừ 3 là nó sẽ ra là âm 3, âm 3 cộng 3 là bằng 0. Được chưa? À, tiếp tục mình lấy cái số 2 này nè, mình nhân cho âm 3 rồi cộng số 7 này. 2 nhân 3 là âm 6, 2 nhân 3 là âm 6, âm 6 cộng 7 là được số 1 này. Được chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ lấy cái số này mà nhân cho âm 3 và cộng xuống đây. Thì mình thấy là âm 3 mà nhân cho 2 nó là âm 6, âm 6 cộng 15 thì còn số 9 này. Tiếp tục cái chỗ âm 1 này mình nhân tiếp cho âm 3 là nó ra số 3, 3 mà cộng cho trừ 5 thì ra còn trừ 2. Như vậy thì ở đây mình đã sử dụng cái phép biến đổi số 3 này. Thấy không? Phép biến đổi số 3 này để mà mình biến đổi cái dòng số 2. Tức là mình cộng vào dòng thứ 2. Khi mình lấy dòng 1 nhân cho trừ 3 đó, mình cộng vào dòng thứ 2. Cũng làm như vậy, nhưng mà mình làm đối với dòng thứ 3 là mình cách là lấy cái dòng 1. Chúng ta sẽ lấy cái dòng 1 này mà nhân cho trừ 4. Nhân cho trừ 4. Và cộng xuống cái dòng thứ ba này thì nó sẽ được cái dòng này. Chúng ta có thể kiểm tra lại. Chẳng hạn như đây là trừ 4 nhân 2 là trừ 8, trừ 8 cộng 1, trừ 8 cộng 7 là trừ 1. Còn trừ 2 này, 2 này nhân cho trừ 4 là trừ 8, trừ 8 cộng 1 là còn trừ 7. Còn cái trừ 1 này mà nhân cho trừ 4 là ra 4, 4 cộng 2 cộng cho trừ 2 thì nó ra 2. Được chưa? Đó, thì đó là cái biến đổi dòng thứ ba. Thế mình biến đổi dòng thứ tư như thế nào? Đó, biến đổi dòng thứ tư thì mình chỉ cần lấy cái dòng 1 này mình nhân cho 2, nhân 2 ha, nhân 2 và cộng xuống chỗ số này là nó sẽ ra số 0 này. Đó, thí dụ như chỗ này là em nhân cho 2 nè. Nhân cho 2 là 4 nè. Rồi 4 là cộng cho trừ 3 là ra 1 nè. Rồi cái này nhân cho 2 là 4, rồi 4 cộng 4 là 8 rồi. Cái chỗ này nhân 2 là trừ 2, trừ 2 cộng 0 là trừ 2. Đấy. Như vậy thì mình đã giải quyết rồi. Mình đã đưa nó về cái định thức thứ hai. Định thức thứ hai này thì nó chưa có dạng tam giác, phải không? Chưa có dạng tam giác. Cho nên là chưa có dạng bậc thang. Lưu ý mình đang xử lý trên ba chặng thì cái chỗ này nó là ba chặng tương đương thôi chứ không có bằng nha. Chừng nào nó định thức á, thì nó mới bằng hoặc là độ dấu thôi. Đấy, thì tiếp theo đó là chỗ này nó chưa có bậc thang nè. Từ đây xuống đây là nó có bậc thang rồi nè. Còn từ cái dòng thứ hai xuống dòng thứ ba thì chưa bậc thang. Tại vì trên đây có một số 0, xuống đây cũng một số 0. Đấy. Cho nên là mình muốn cho chỗ này nó thành số 0 nè,
Đó, thì mình sẽ lấy cái dòng thứ hai này, em nghe, lấy dòng thứ hai này em cộng xuống dòng dòng ba thôi, cộng xuống dòng ba. Thì ở đây em thấy là số 9 đúng không? Số 9 mà cộng cho 7 là số 2. Cộng 7 là số 2. Cộng cho trừ 7 nhé. Số 9 cộng cho trừ 7 là số 2. Còn số này nó đang là trừ 2 mà cộng 2 thì ra số 0. Còn đối với dòng thứ tư á, em chờ thầy tí. Lúc nãy tôi nói tới cái phần biến đổi ma trận này đúng không? Đấy. Thì mình cố gắng là biến đổi ma trận A về dạng bậc thang, về dạng bậc thang. Và lưu ý là mình chỉ cần dùng ba phép biến đổi này thôi, dùng ba phép biến đổi. Thì bây giờ từ cái ma trận thứ hai biến đổi thành ma trận thứ ba. Đó, thì ở đây đó thì để biến đổi cái dòng thứ tư á, dòng thứ tư này thì em lưu ý là chỗ này á mình phải cho nó thành cái số 0 nè, thấy không? Đó, thì em sẽ lấy cái dòng 1 này, em xin lỗi, cái dòng 2 này nè, chỗ này nè em nhân cho trừ 1, em cộng xuống dòng thứ tư. Chẳng hạn như chỗ này là trừ 1 nhân 9 là trừ 9 nè, trừ 9 mà cộng cho 8 thì nó ra trừ 1, thấy không? Cái này là nhân cho trừ 1 thì nó ra 2 này. 2 cộng với 2 cộng vô trừ 2 là ra 0. Đó. Thì mình sẽ được cái ma trận thứ 3. Ma trận thứ 3 này thì nó bậc thang dòng chưa? Nó vẫn chưa. Đó. Từ từ chỗ này là nó có một số 0 nè. Xuống đây nó được hai số 0 rồi, nó bậc thang rồi nè. Nhưng mà xuống xuống tới cái cuối này á là nó cũng cũng có hai số 0 rồi, từ 2 mà lên 2. Mà trên đây 2 với 2, 2 nó bằng nhau chứ nó không có tăng số 0 lên, cho nên nó chưa bậc thang. Mà để bậc thang á thì cái vị trí này á, là nó phải bằng 0 nè. Vị trí này nó phải bằng 0 nè. Mà muốn cái vị trí này bằng 0 á thì em sẽ lấy cái dòng thứ ba nhân cho 1/2. Nhân cho 1/2 ha. Thì nguyên cái dòng này em đều nhân cho 1/2 hết nha. Nhân cho 1/2 hết. Ví dụ như chỗ này số 0 rồi em nhân 1/2 thì nó cũng bằng 0 rồi. Rồi cộng xuống đây cũng bằng 0, cho nên vị trí chỗ này bằng 0 rồi. Chỗ này không thì nhân cho 1/2 thì nó cũng bằng 0, mà cộng chỗ này cũng bằng 0. Còn chỗ này là nhân cho 1/2 là nó ra 1. Mà 1 mà cộng cho trừ 1 thì nó ra 0. Còn chỗ này nhân cho 1/2 cũng là 0, mà cộng chỗ này cũng bằng 0. Như vậy thì ở đây em thấy nó là bậc thang dòng rồi, đúng không? Nó thấy nó bậc thang dòng rồi mà cái ma trận này là ma trận bậc thang dòng rồi, bậc thang rồi. Bậc thang dòng. Mà ma trận này đó, ma trận này là nó tương đương với ma trận A trên đây, nó tương đương với ma trận A ban đầu này, thấy không? Đấy. Thì hai cái ma trận này là nó tương đương nha. Mà hai ma trận tương đương thì cùng hạng đó. Nhưng mà ma trận cuối này đó, thì mình đếm là nó có ba dòng khác không, dòng này khác không nè, vì dòng này khác không nè, dòng này khác không nè, ba dòng khác không. Vậy thì hạng của ma trận ở phía sau này, răng của nó là cái này mình tạm gọi là ma trận B, thì răng của B này nó bằng ba. Mà răng của B á, thì nó bằng răng của A, cho nên mình suy ra răng của A bằng 3. Đấy. Thì cái phương pháp này nó gọi là cái phương pháp biến đổi sơ cấp để mà tìm hạng ma trận đó, thì nó còn gọi là phương pháp Gauss. Nè, chỗ này nó còn gọi là phương pháp Gauss. Thì vừa giới thiệu xong cho các em cái định thức và hạng ma trận. Chúng ta còn một cái mục nữa mà trong cái tài liệu này không có nêu, đó là ma trận người đảo. Thì nói thêm đó về về cái ma trận người đảo đó. Cái khái niệm ma trận người đảo. Ma trận người đảo. Thì nếu mà mình cho một cái ma trận vuông, một ma trận vuông, ma trận vuông thì mình sẽ ký hiệu nó là A bằng AEG, AEG, EZ
cap n để như thế này. Đây là nếu tồn tại ma trận B, nếu mà tồn tại ma trận B sao cho ma trận A mà nhân cho ma trận B bằng ma trận B nhân cho ma trận A và bằng ma trận đơn vị cấp n, thì B thì ma trận B á, nó được gọi là ma trận nghịch đảo, của ma trận A và nó ký hiệu là A mũ trừ 1 và được ký hiệu là A mũ trừ 1. Và chúng ta có một cái công thức để tìm ma trận nghịch đảo. Công thức tìm ma trận nghịch đảo là A mũ trừ 1 nó sẽ bằng 1 chia cho đét A. Đét là định thức của ma trận A đó. Rồi nhân cho cái ma trận như sau. Nhân một ma trận như sau. Đó là A lớn 1 1. Rồi A lớn 1 1 2. Tức là nó là ma trận các cái phần bù đại số á. Phần bù đại số của ma trận A, nhưng mà nó mình lấy chuyển vị lại. Thấy không? A lớn 1n. Chỗ này là A lớn 21. 21. A lớn 22. Chấm chấm chấm. A lớn 2n. Cái này cũng là chấm 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 luôn. Chấm 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 chấm. Cái này là A lớn N1, A lớn N2, chấm chấm chấm, A lớn NN. Đấy, thì cái công thức của nó tìm ma trận nghịch đảo như thế này. Và cái ma trận phía sau này nó gọi là ma trận phù hợp. À. Cái này nó gọi là ma trận là ma trận phù hợp. Phù hợp của ma trận A. Đây. Thì cái công thức này nó gọi là cái công thức tìm ma trận nghịch đảo nè. Về phía khi mà mình tìm ma trận nghịch đảo thì thường đó là mình có thể mình bấm máy. Nếu mà nó là một cái ma trận vuông á, nó có sẵn một ma trận vuông như thế này, thì mình muốn tìm ma trận nghịch đảo của nó, thì máy tính mình chỉ cần bấm đơn giản là bấm thêm cái dấu ít mũ trừ 1 ở đây thôi, thì nó ra được cái ma trận nghịch đảo. Rồi lưu ý là chỗ này là nó báo lỗi, là lý do là cái ma trận A của mình ở đây á, là nó chưa là vuông. Thấy không? Cái này nó vuông chưa? Nó có thể vuông, nhưng mà cái định thức của ma trận A là nó bằng 0 á. Nếu như mà một cái định thức của ma trận mà nó bằng không á, thì coi như là cái ma trận đó là nó không có ma trận nghịch đảo, và bấm nó sẽ bị báo lỗi. Thấy không? Thì lấy ví dụ đây, thầy sửa ma trận lên, sửa ma trận A lại, sửa một cái số nào đó đi, sửa lại thành số 1 rồi, sửa thành số 1 rồi, bây giờ tính định thức là coi, hay là tính ma trận nghịch đảo là coi được không? Tức là nó có ma trận nghịch đảo này. Định thức nó khác không là có. Thì ở trên đây thầy vừa giới thiệu cho các em về cái ma trận và định thức ha. Thì chúng ta tạm giải lao tí rồi chúng ta vào học tiếp cái phần hệ phương trình, giải hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta giải lao khoảng 10 phút ha. Rồi, thầy chào các em.